Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, 23 tháng 6 năm 1993, 23 tháng 6 năm 2023. Huyện Lạc Thủy chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2023-2024. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhận định, từ năm 2021 đến nay, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Một số nội dung, nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa được triển khai thực hiện, cần rà soát điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới ở các địa phương còn chênh lệch lớn. Số lượng xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới rất ít. Công tác hoàn thiện thể chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình từ trung ương đến địa phương còn chậm. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu từ nay đến hết năm 2025, các địa phương phải đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân, tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế chính sách để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đồng bộ từ trung ương đến địa phương, tăng cường lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án khác có cùng mục tiêu trong phân bổ, sử dụng nguồn lực tại địa phương, đảm bảo trọng tâm trọng điểm, tránh chồng chéo, dàn trải. Ngày 28 tháng 8, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình 23 tháng 6 năm 1993, 23 tháng 6 năm 2023. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã trải qua 6 nhiệm kỳ đại hội. Hội đã tập hợp được 235 văn nghệ sĩ của 7 chuyên ngành văn học, sân khấu, múa, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, cùng hai bộ phận là văn phòng hội và tạp chí Văn nghệ Hòa Bình. Đã có 2 tác giả được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, 5 nghệ sĩ ưu tú và hàng trăm giải thưởng của các hội chuyên ngành trung ương và của tỉnh Hòa Bình trao cho các văn nghệ sĩ. Thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật đã sáng tác và quảng bá hơn 1.000 tác phẩm. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng sự phát triển trưởng thành của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, góp phần quan trọng vào công cuộc sáng tạo các tác phẩm văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Các thế hệ văn nghệ sĩ đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị cao trên nhiều lĩnh vực, đưa văn hóa ngày càng thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để tạo điều kiện cho văn học nghệ thuật phát triển, Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích, tìm tòi, tôn trọng, tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân luôn mong muốn, kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực, sâu sắc toàn diện tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và phát triển. Điều đó đòi hỏi người văn nghệ sĩ phải đổi mới mình, vừa có bản lĩnh, tỉnh táo, vừa có cách nhìn, cách nghĩ và phương thức thể hiện trong sáng tạo nghệ thuật phù hợp với thực tiễn để phát triển
Hơn lúc nào hết, người nghệ sĩ phải bám sát cuộc sống, thấm mình vào thực tiễn, dám đi vào những mũi nhọn của cuộc sống trong nông nghiệp, công nghiệp, trong thương trường, trên mặt trận an ninh quốc phòng, đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để phát hiện những phản ánh, những nhân tố mới, cách làm hay, những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ xã hội, đặc biệt là cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ có như vậy, văn học nghệ thuật mới có những tác phẩm hay, lay động lòng người và cần thiết cho công chúng. Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, Phó giáo sư tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, chúc mừng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, đồng thời mong muốn phát huy thành tựu 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình. Toàn thể các văn nghệ sĩ của tỉnh đoàn kết đổi mới sáng tạo để có được nhiều hơn nữa những tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn học nghệ thuật tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bồi đắp nhân cách, tâm hồn con người Việt Nam trong thời đại mới. Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật cho 14 hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng trao giải cuộc thi thơ trên tạp chí Văn nghệ Hòa Bình năm 2022-2023 và phát động cuộc thi thơ truyện ngắn ký Những làn gió Tây Bắc lần thứ hai năm 2023-2024. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023, ngày 28 tháng 8, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn tại các đảng bộ trực thuộc đợt mùng 2 tháng 9 năm 2023. Trong tổng số 4 đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối được trao tặng huy hiệu Đảng lần này, có 1 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Lễ trao tặng huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận những cống hiến đóng góp của các đảng viên trong quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng, động viên các đảng viên tiếp tục phát huy và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng để đảng viên trẻ và lực lượng đoàn viên thanh niên trong đảng bộ khối noi theo. Ngày 27 tháng 8, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã diễn ra chương trình liên hoan đàn phím điện tử và nhạc cụ dân tộc Thiếu Nhi tỉnh Hòa Bình năm 2023. Trải qua các vòng thi loại online, 48 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã được lựa chọn để thi trên sân khấu và chia làm 3 bảng thi, trong đó có các nội dung như đàn phím điện tử, piano và organ lứa tuổi tiểu học, đàn phím điện tử, piano và organ lứa tuổi trung học cơ sở và nhạc cụ dân tộc lứa tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là sân chơi rất bổ ích và có ý nghĩa, giúp cho các em thanh thiếu nhi được giao lưu học hỏi, đồng thời phát hiện ra tài năng âm nhạc trẻ triển vọng. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh đạt giải và các giải thi tổng kết các hoạt động hè năm 2023. Ngày 28 tháng 8, các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã tựu trường bước vào năm học 2023-2024. Theo quyết định số 1797 của Ủy ban nhân dân tỉnh, lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9. Học kỳ 1 từ ngày 6 tháng 9 năm 2023 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024 đối với cấp học mầm non và tiểu học. Đối với cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, học kỳ 1 từ ngày 6 tháng 9 năm 2023 đến ngày 13 tháng 1 năm 2024. Học kỳ 2 đối với các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024. Ngày 30 tháng 5 năm 2024 sẽ kết thúc năm học 2023-2024 đối với cấp học mầm non và tiểu học. Ngày 27 tháng 5 năm 2024 sẽ kết thúc năm học đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên. Căn cứ vào quyết định số 1797 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học. Năm học 2023-2024, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh có tổng số 531 đơn vị trường học với trên 236.000 học sinh, sinh viên. Chủ đề của năm học
đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, bước vào khai giảng năm học mới 2023-2024 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Đến thời điểm này, huyện Lạc Thủy đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp, sẵn sàng cho năm học mới. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Thanh Hà thuộc thị trấn Thanh Hà sẽ đón trên 400 học sinh của 14 lớp. Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho năm học mới, từ nguồn ngân sách huyện, nhà trường đã được đầu tư 20 tỷ đồng để xây dựng mới nhà lớp học 3 tầng khang trang và sửa chữa 12 phòng học cũ, bổ sung bàn ghế và máy tính. Cơ sở trường lớp học được đầu tư đã đảm bảo điều kiện cho nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới của nhà trường đã sẵn sàng. Tới thời điểm này thì nhà trường đã thực hiện tốt cái văn bản chỉ đạo các cấp, đó là tổ chức cho học sinh tựu trường cũng như là chuẩn bị cho cái cơ sở vật chất đầu năm đảm bảo đầy đủ cho các điều kiện cho năm học mới. Thứ hai, đối với về công tác chuyên môn thì nhà trường cũng đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt là chú trọng về cái việc thay sách của lớp 4, tổ chức các cái chuyên đề nâng cao cái hiệu quả dạy học cho giáo viên. Năm học 2023-2024, trên địa bàn huyện Lạc Thủy có tổng số 38 trường học các cấp. Chuẩn bị cho năm học 2023-2024, ngay sau khi kết thúc năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo các nhà trường rà soát nhu cầu tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học, phục vụ cho năm học mới 2023-2024. Trên cơ sở đó, huyện Lạc Thủy đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện huy động và lồng ghép các nguồn lực hơn 30 tỷ đồng, tập trung đầu tư xây dựng mới và sửa chữa trường lớp học và mua sắm trang thiết bị dạy và học bổ sung cho các nhà trường. Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, các nhà trường cũng huy động sự đóng góp ngày công lao động của cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tham gia cải tạo cảnh quan môi trường, tu sửa các hạng mục phụ trợ. Đến nay, huyện Lạc Thủy có 30 trên 38 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 79%. Bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy đã rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên cho phù hợp, đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên về sử dụng sách giáo khoa đối với lớp 4, lớp 8 năm học 2023-2024 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, thì ngành cũng đã chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học cho năm học để cho các nhà trường. Đến thời điểm hiện tại cũng đã có đưa vào sử dụng các công trình cho các nhà trường và đến đảm bảo các nhà trường đều đảm bảo đủ điều kiện cho chuẩn bị bước vào năm học mới. Với sự chủ động tích cực trong công tác chuẩn bị, các trường học trên địa bàn huyện Lạc Thủy tự tin bước vào năm học mới 2023-2024 với quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều kết quả trong năm học mới 2023-2024, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở địa phương. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Nguy cơ mất an toàn ở hai dãy nhà tập thể phường Tân Thịnh. Kim Bôi sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23. Thưa quý vị và các bạn, nằm ngay ở khu vực trung tâm thành phố Hòa Bình, tại phường Tân Thịnh đang tồn tại hai dãy nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Mặc dù các hộ dân ở đây phải sinh sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, nhất là khi xuất hiện các trận mưa lớn, nhưng vẫn bám trụ ngôi nhà. Vì sao có tình trạng này? Nhóm phóng viên đã xuống tìm hiểu sự việc. Nhìn từ phía ngoài vào, hai dãy nhà tập thể 5 tầng A8, A9 ở phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình hiện ra chẳng khác một gam màu tối trước sự thay da đổi thịt ở đô thị thành phố Hòa Bình. Gam màu tối là bởi sự cũ nát, nhếch nhác, sập sệ của hai ngôi nhà 5 tầng này. Không khó để có thể nhận thấy hàng loạt các cột ngôi nhà không đảm bảo, một số vết nứt dọc theo các rầm của ngôi nhà. Chớ trêu thay, hai ngôi nhà này nằm cạnh dự án khu biệt thự Shop House, khu vực bờ trái sông Đà, một trong những dự án đẹp nhất ở thành phố Hòa Bình.
ngôi nhà cách trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chỉ khoảng hơn 100 mét. Thưa quý vị và các bạn, sau cơn mưa, nước ở tầng trên rỉ xuống tầng dưới, dầm móng cột tạo nên sự vững chắc của ngôi nhà, thì nay những lớp bê tông đã bị bong bật, lộ ra là những thanh sắt quen rỉ. Cũng vì thấm nước mà các bức tường, cột chịu lực chính của ngôi nhà bị bục và bong chóc loang lổ. Theo tìm hiểu của phóng viên, hai dãy nhà tập thể 5 tầng A8, A9 được đưa vào sử dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Tiền thân là nhà công vụ của Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, phục vụ thi công xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình. Sau khi bàn giao công trình Thủy điện cho chủ đầu tư, Tổng Công ty Sông Đà giao cho Công ty Cổ phần May xuất khẩu Sông Đà quản lý để làm chỗ ở cho cán bộ công nhân viên công ty. Qua nhiều năm sử dụng, dãy nhà tập thể này không được cải tạo nâng cấp nên càng xuống cấp nghiêm trọng. Theo báo cáo số 2060 ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình, có 3 mức được xác định mức độ an toàn chịu lực kết cấu công trình, thì ngôi nhà A8 tình trạng kỹ thuật ở mức 3, còn ngôi nhà A9 tình trạng kỹ thuật ở mức 1. Trong đó, đối với tình trạng kỹ thuật ở mức 3, ở nhà A8 phải tiến hành sơ tán người còn sinh hoạt, làm việc và tài sản vật chất còn trong công trình, thực hiện việc khoanh vùng nguy hiểm, biện pháp chống đỡ tạm thời và tiến hành lập phương án phá rỡ công trình theo quy định. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 5 năm, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hộ dân vẫn sinh sống tại đây. 10 đầu tí là bắt đầu nó rột hết tất cả các hành lang, nó rột cả trong nhà, rột tất cả hành lang. Thì cũng luôn luôn là tuyên truyền cho nhân dân làm sao nêu cao tinh thần cảnh giác của mình, là nếu mà có mưa, có bão thì mình cũng phải làm sao đó tìm cái nơi trú ẩn để cho nó an toàn. Nó an toàn và tăng cường cái việc mà kiểm tra thôi thì nó rột, nó nát chỗ nào rồi thì mà khắc phục mà sửa được. Thế còn lại thì cũng chờ là có cái chủ trương của tỉnh và nhân dân thì hoàn toàn là nhất trí thôi. Nhưng miễn làm sao là để có một cái cuộc sống ổn định, có cái nơi ở. Theo đại diện lãnh đạo tổ dân phố 3, phường Tân Thịnh, hai dãy nhà này có khoảng 70 hộ dân đang sinh sống. Đối với nhiều hộ dân, đi thì khó, ở chẳng xong, nên dường như phó mặc sự mất an toàn từ việc xuống cấp của ngôi nhà. Mà chúng tôi thì những người mà không phải là của công ty may, tôi làm việc ở tổng công ty, điều kiện là nhà cấp chúng tôi ở, làm việc ở đây. Đấy, do đó mà bây giờ mới bảo là chuyển đi, nhưng mà lại không có phương hướng chuyển đi đâu. Bảo cứ chuyển đi, đấy, chuyển đi hoặc là sắp đổi nhà ấy. Vì vậy cho nên là còn đa số chúng tôi là muốn là có cái chỗ để sau này cuối đời nữa. Chứ không biết là các ông cứ bảo đi rồi này không biết đi đâu. Chung cư cũ xuống cấp không chỉ mất an toàn cho người sử dụng, mà còn làm xấu đi hình ảnh khu trung tâm ở thành phố Hòa Bình. Nhất là khi thành phố Hòa Bình đang phấn đấu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025. Giải pháp nào để giải quyết vấn đề mất an toàn hai dãy nhà tập thể 5 tầng A8, A9, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin cập nhật ở các chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bôi lần thứ 23 đề ra mục tiêu khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, huy động các nguồn lực phát triển theo hướng dịch vụ và sản xuất nông nghiệp bền vững. Nghị quyết đưa ra 4 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá để thực hiện. Trên cơ sở kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Kim Bôi đã bổ sung nhiều giải pháp phù hợp để tăng tốc về đích các chỉ tiêu nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ tới. Chọn phát triển hạ tầng là một trong 3 chương trình đột phá. Huyện Kim Bôi đã tập trung đầu tư hệ thống đường giao thông đồng bộ hợp lý, liên vùng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày một gia tăng, kết nối hợp lý với hệ thống đường giao thông quốc gia, liên kết vùng, tạo thành hệ thống giao thông thông suốt hiệu quả. Sau gần 3 năm, tổng số km đường bộ nông thôn hiện có của huyện là 1.057 km, đạt trên 55% nghị quyết. Đây cũng chính là tiền đề để huyện thu hút đầu tư được nhiều dự án du lịch và hạ tầng quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm 2021-2023 ở huyện đạt trung bình 14,3%. Bình quân thu nhập đạt 48 triệu đồng một người một năm, đạt 80% so với nghị quyết đại hội. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 413 tỷ đồng, đạt 344,1% so với nghị quyết.
tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 16%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,03%, vượt 2% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Trong nửa đầu nhiệm kỳ thì gặp cái đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến cái chỉ tiêu thu nhập của nhân dân tại địa phương. Qua đó thì xã làm xã thuần nông, do vậy chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch để phát triển các cái loại cây hướng vào sản xuất rau an toàn, là sản xuất an toàn chuẩn Việt Gáp, và chỉ đạo cho các hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhân dân để nâng cao thu nhập. Đồng thời thì xây dựng kế hoạch chăn nuôi, trồng trọt, các trồng chăn nuôi các loại đại gia súc và gia cầm theo hướng chuẩn Việt Gáp. Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, huyện Kim Bôi đã có 8 trên 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 10 trên 18 chỉ tiêu đạt trên 50% nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp đạt 5,3%, huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản đạt chỉ tiêu nghị quyết. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến. Việc xây dựng, triển khai, thực hiện đề án phát triển du lịch huyện Kim Bôi đến năm 2030 đã từng bước đánh thức tiềm năng du lịch và lợi thế phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các lễ hội truyền thống và danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong huyện. Huyện Kim Bôi đã làm tốt chương trình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Hiện nay, đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp huyện có 203 trên 205 người đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan chủ quan và đề ra các nhóm giải pháp để thực hiện. Trong nửa chặng đường còn lại của nhiệm kỳ thì dự báo bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng còn có rất nhiều các khó khăn, thách thức lớn. Vì vậy, Đảng bộ huyện đã đề ra một số các giải pháp tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua dân vận khéo để nhằm phát huy các nguồn lực ở trong nhân dân, thu hút đầu tư vào huyện, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án trên địa bàn huyện, quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng với các doanh nghiệp đã đầu tư vào huyện, thực hiện nhiệm vụ quy hoạch cụm công nghiệp của huyện để tạo công ăn việc làm tại chỗ cho nhân dân các dân tộc trong huyện. Với quyết tâm chính trị cao, huyện Kim Bôi tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Ngày 28 tháng 8, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh bà Raimondo đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào bày tỏ hài lòng khi tham gia đối thoại và phối hợp với người đồng cấp Mỹ trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Ông Vương Văn Đào cho rằng quan hệ kinh tế Trung-Mỹ có ý nghĩa quan trọng không chỉ với hai nước mà còn đối với toàn thế giới. Ông Vương Văn Đào bày tỏ tinh thần sẵn sàng hợp tác để thúc đẩy một cơ chế chính sách thuận lợi hơn nhằm tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư song phương theo cách ổn định và có thể đoán định được. Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhận định quan hệ kinh tế mang tính ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Raimondo đề cập đến việc hai nước đã phối hợp với nhau trong mùa hè này để thiết lập các cơ chế trao đổi thông tin và các nhóm công tác giúp đảm bảo sự can dự mang tính nhất quán hơn nữa trong quan hệ hai nước. Triều Tiên đang nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới sau khi dịch COVID-19 ở nước này đã được kiểm soát. Phái đoàn đầu tiên được cử từ Bình Nhưỡng tham dự một sự kiện thể thao ở Kazakhstan kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đã được phép trở về.
Các vận động viên của Triều Tiên đã đáp chuyến bay xuống thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để quá cảnh sau khi tham gia giải vô địch Taekwondo thế giới. Trước đó, Triều Tiên thông báo đã dỡ bỏ lệnh cấm công dân từ nước ngoài trở về với điều kiện họ phải trải qua quá trình cách ly một tuần. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng có thể cử một phái đoàn do các quan chức Đảng Lao động cầm quyền dẫn đầu tới dự Đại hội Thể thao Châu Á vào tháng tới tại Hàng Châu, miền đông Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng động thái này nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh. Ngày 27 tháng 8, hãng thông tấn TASS đưa tin Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã hoàn tất xét nghiệm ADN thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Embraer ở vùng Tver, phía bắc thủ đô Moscow. Kết quả cho thấy một trong số các nạn nhân là ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Trong thông báo đưa ra trên ứng dụng tin nhắn Telegram, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga nêu rõ danh tính 10 nạn nhân được xác định trùng khớp với danh sách hành khách đi trên máy bay. Trước đó, cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga công bố danh tính của tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay Embraer bị rơi. Trong danh sách này có ông Yevgeny Prigozhin cùng một chỉ huy khác của lực lượng này là ông Dmitry Utkin. Vào ngày 23 tháng 8, một máy bay tư nhân Embraer Legacy được cho là thuộc sở hữu của ông Prigozhin đã bị rơi ở quận Bologoski thuộc tỉnh Tver. Tập đoàn phát triển bất động sản của Trung Quốc Evergrande vừa báo cáo khoản lỗ ròng trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm nay đã giảm mạnh nhờ doanh thu gia tăng. Theo đó, lỗ ròng của Evergrande trong nửa đầu năm nay là khoảng 33 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ. Evergrande đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 15 lên Tòa án Mỹ vào đầu tháng này. Tập đoàn này vỡ nợ sau khi chính phủ Trung Quốc thắt chặt các hạn chế đối với lĩnh vực bất động sản. Evergrande đã lỗ ròng tổng cộng hơn 75 tỷ đô la trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022. Tập đoàn này cũng báo cáo tổng nợ phải trả tính đến cuối tháng 6 năm 2023 là gần 2,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 320 tỷ đô la Mỹ. Evergrande đã tìm cách xây dựng lại hoạt động kinh doanh của mình kể từ khi nộp đơn phá sản. Giao dịch cổ phiếu của công ty đã tiếp tục trở lại trên sàn giao dịch Hồng Kông sau 17 tháng tạm dừng. Trước đó, tập đoàn này cho biết đã thực hiện đầy đủ các hướng dẫn trao đổi do sàn giao dịch đưa ra. Cuộc đàm phán của Evergrande với các chủ nợ dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn. Các điều kiện thắt chặt có thể sẽ tiếp tục xảy ra với công ty này trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn trì trệ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.